Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình trở lại cảng Gạch Giá để tiếp tục quay cho các bạn và mọi người xem với mình những anh cao tốc ở ngoài Phú Quốc chạy về Gạch Giá và ngược lại nha các bạn. Chào mừng anh nhỏ các bạn đang xem là một anh super đông đang từ ở ngoài Phú Quốc chạy về, ngoài biển chạy vô ha. Không biết là chiếc này là chiếc số mấy, nhưng mà mọi người xem ở phía sau thì khói hồi hồi hết nói rồi các bạn. Thời tiết hôm nay thì khá là xấu. Sóng gió thì không có, nhưng mà cái màu trời các bạn rất là âm u ha. Thì do áp thấp nhiệt đới hay là do bão ở bên nước Nhật các bạn mà ảnh hưởng tới bên Việt Nam của mình, thì mọi người cũng biết á, là mấy hôm nay ở Sài Gòn cũng như là Bình Dương á, cái lũ quét rồi ngập này kia rất là nhiều. Cũng may mắn là mình ở Kiên Giang là cặp mé biển các bạn, bao nhiêu lượng mưa thì cũng ngập, nhưng mà chỉ trong vòng 1 đến 2 tiếng thì cái lượng nước nó sẽ trôi đi hết, cũng rất là may mắn ha. Còn như ở trên thành thị Sài Gòn thì nó rất là bị ứ nước các bạn, tại vì những cái cống thì không thể nào thoát được. Ví dụ như nhà nước người ta thiết kế cái cống thì 1 tiếng đồng hồ là chảy 100 khối nước đi, nhưng mà lượng mưa thì trong 1 tiếng đồng hồ nó tới 1.000 khối nước thì không thể nào mà chảy kịp các bạn. Lý do là lý do thời tiết thiên nhiên thôi ha các bạn. Quả khử rồi, trời anh chạy kìa. Ơi thôi, đâu mà lọt ra này vậy? Thôi ơi. Ồ, không sao các bạn. Tưởng là tới công chuyện rồi chứ. Đây, một cái tốc độ phải nói là cực kỳ là nhanh ha. Super đồng 8. Để hôm nào mình rảnh các bạn, mình sẽ nghiên cứu và thuộc lòng hết những cái thông số cũng như là lịch trình của mấy anh này ha. Tại vì không phải là super đông là đi riêng Phú Quốc không đâu, mà chia ra Nam Du rồi Hòn Sơn rất là nhiều các bạn, mà mình không thể nhớ nổi tại vì mười mấy chiếc á, mình không có trong cái vận hành trong này, thì cho nên mình cũng không có thuộc lòng cho lắm. Nhưng mà mình chỉ biết sơ sơ là những cái thông tin mà khán giả góp ý cho mình ha. Những cái chiếc super đông này thì được trang bị với hai cái động cơ là Mitsubishi S12R được các bạn. Rồi tất cả luôn nha, chỉ có chiếc 01 là máy gì đó thì không biết, tại vì đời nó khá là cổ rồi. Thì qua đây thì cũng cảm ơn cái anh kia đã góp ý cho mình ở trong cái phần bình luận của những video trước. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Giá vé của Super Đông từ trong Gạch Giá mà ra tới ngoài Phú Quốc thì khoảng 320-330 nha các bạn. Và mình cũng có đọc được thêm là nếu mà trẻ em dưới 6 tuổi thì có lẽ là miễn phí. Và người già trên 70-65 nha các bạn, thì mọi người có thể tra cứu trên Google hoặc là trang chủ của hãng Super Đông ha các bạn. Đây thì anh Everest mới ra, mới về. Chiếc này là cái chiếc mẫu nhỏ. Ở ngoài thì màu đỏ nha, nhưng mà không biết sao buổi sáng mình quay lên cái màn ảnh các bạn thì mình thấy nó hơi cam cam. Chắc có lẽ là do thời tiết nó không có được nắng á, thì cái màu nó hơi bị tuột chút xíu nha các bạn. Đây là màu đỏ nha. Rồi mình sẽ đón những anh chạy ra chạy vô tiếp theo để quay cho mọi người xem. Đây ở ngoài xa xa ngoài kia các bạn thì có một anh, cái này có chắc mình nghĩ là cảnh sát giao thông ha, cũng có thể gọi là điều tiết giao thông các bạn. Rồi anh đâm vô cái giấy phao sẽ có hai nhiệm vụ ha. Một là sẽ ngăn cản những cái chiếc vỏ lãi với là ghe nhỏ chạy qua lại cái đường của cao tốc đi ra đi vào. Và cái thứ hai nữa là mấy ảnh sẽ cũng dòm ngó ở những cái cặp mé bờ nè, xem những anh chị nào mà khai thác mà dạng như gần mé quá thì sẽ không cho người dân đánh bắt nha. Tại vì thủy hải sản của Việt Nam mình bây giờ thì nó dạng như nó muốn cạn kiệt á, cho nên thì mấy ảnh cũng khá là nghiêm ngặt trong cái vấn đề là đánh bắt gần bờ hết các bạn. Đây ảnh dê ra dê vô ngoài kia kìa. Nhưng nhiệm vụ chính mình nghĩ rằng là sẽ không cho những cái phương tiện nhỏ đi ngang cái lằn tàu như thế này đây, tại vì cao tốc ra thì đôi khi nó bị khuất cái này nè các bạn, cái bờ kè với lại là cái thanh chăn chặn sóng này đây, nó bị khuất thì cũng rất là nguy hiểm ha. Cho nên thì phải cần những anh này ở ngoài kia để mà chặn những anh kia các bạn.
Đây là một chiếc cao tốc nhỏ xuất phát từ Rạch Giá ra Hòn Tre các bạn. Thì đi ra Hòn Tre thì nó rất là gần thôi, cho nên thì anh chạy chắc có lẽ là tiếng 45 phút là tới ha. Cũng tùy theo thời tiết, có thể là nhanh hơn và chậm hơn các bạn. Chiếc này chở chắc có lẽ là khoảng 50 hành khách. Máy thì chắc mình nghĩ cỡ máy 6 thôi. Đề ba cũng mất thời gian khá là lâu ha. Và bên trong thì FS cũng đang chuẩn bị xuất bến rồi các bạn. Chiếc này cũng vừa cập bến. Thì sau khi hành khách với lại là xe cộ lên xong thì tiếp tục xuống hành khách và xe cũng như là hàng hóa. Bây giờ chuẩn bị chạy ra nữa các bạn. Và nó là hành khách luôn luôn lúc nào cũng tấp nập và đi liên tục ha. Không biết là anh này có bổ khối văng lưới như là những cái chiếc kia không, mà thường thường là chiếc 27 này là khối dữ lắm rồi các bạn. Động cơ thì có lẽ là già tuổi hoặc là anh tài công anh nạp ga đột ngột á, thì nó sẽ có cái hiện tượng là khói đen ha. Để hôm nào có dịp thì mình sẽ trải nghiệm chiếc này cho mọi người xem thử, chiêm ngưỡng. Đây, mới xương xương thôi là như thế này nè. Đó, mọi người thấy gì chưa? Ý là chưa có đề ba đó nha. Vì bữa nay là thành mình thấy khói trắng luôn, không còn khói đen nữa. Hai dân dịch hai bên cho nên thì quay đầu khá là nhanh. Ở dưới đó có một cái nắp gì nữa các bạn. Mời các bạn cùng xem. Sao nghe cái tiếng động cơ im gu các bạn ơi, chỉ nghe cái tiếng và phát điện thôi. Sao bữa nay anh nghỉ gã dữ ta? Hành khách bên trong rất là nhiều luôn các bạn. Đó, đó. Trời ơi, đây. Hình như anh né cái đám lục bình này sao á. Ra ngoài kia rồi anh mới chịu kéo ga các bạn. Quá trời khói rồi. Anh Hòn Tre mà kia nãy giờ mới tới đó các bạn. Xíu thì anh này anh sẽ qua mặt đây. Đây chiếc này là chiếc hồi sớm vô đầu tiên nè các bạn.
bây giờ tiếp tục lại chạy ga rồi ha. Thì buổi sáng sớm ở đây 7 giờ bắt đầu là sẽ có những tuyến đầu tiên. Khoảng 9 giờ là ở đây trống lỏng các bạn, là những chiếc mà đang vận hành nha. Còn những cái chiếc mà đậu khu vực này là đậu nghỉ hoặc là sửa chữa bảo trì này kia thì mình không có tính các bạn. Chỉ tính những cái chiếc mà xuất phát thì tầm 9 giờ là ở đây vắng que luôn, không còn một chiếc nào hết. Nhưng mà tầm 10 giờ đổ lên thì mấy bên hòn đã về tới thì tấp nập lại. Thì anh Super Đồng 8 này chuẩn bị chạy ra ngoài biển nữa đây. Nếu mà nhìn sơ qua cái chỗ này mình cứ nghĩ đâu là một chiếc máy bay các bạn. Thì không biết là chiếc này trục chặt hay là như thế nào đó các bạn. Thường thường thì sau khi mà đưa khách lên ha, thì anh sẽ tiếp tục xuống khách. Nhưng mà anh này bây giờ vô cái bến đậu bên đây. Chứ hết tài thì không thể là hết tài đâu các bạn. Bảo trì bảo dưỡng gì vậy? Đây xa xa ngoài kia thì chiếc Thạnh Thới các bạn đang chạy về ha. Mình hay gọi cái chiếc này là giống như là một cái dàn khoan các bạn, hay là một cái pháo đài á. Tại vì nhìn ở phía xa nó nhìn nó rất là ngầu. Còn ở phía sau ảnh thì chiếc Lightning 68 ha, chuẩn bị về. Chiếc màu xanh thì ở Hòn Sơn về các bạn. Cái đặc biệt của chiếc màu xanh á là khi ảnh chạy ở phía sau nó phun hai cái lằn sóng rất là dữ dằn luôn. Để xem là anh màu xanh kia sẽ đuổi kịp chiếc màu xanh này của Thạnh Thới không ha. Đây anh này anh đang ở đây chuẩn bị điều tiết đây. Đó, như mọi người thấy đi, khi mà với cái tốc độ của những chiếc cao tốc mà chạy cao như thế này nè, mà những anh vỏ lãi nhỏ hoặc là ghe lưới này kia cặp mé mà chạy ngang thì nó cũng có một phần nào đó nguy hiểm ha. Cho nên mấy ảnh cũng tranh thủ ngăn cản lại. Đây ra ngoài đó là chắc tầm khoảng một cây ngoài hai cây số, nhưng mà âm thanh của những cái tiếng động cơ ở trong này là còn nghe nữa các bạn. Hết sức nhìn nó rất là hì hòm các bạn. Chiếc này thì chuyên chở những ô tô. Mọi người nào mà có đi du lịch ra hòn, ra đảo
mà có những cái phương tiện nhà giống như là xe 4 chỗ hoặc là 7 chỗ, 16 chỗ các bạn du lịch đó, thì nên chọn hãng này ha, Thạnh Thới là Genvin đó các bạn. Còn như Everest, Super Đông và Hòa Bình các bạn, Ngọc Thành rồi thì chỉ chở hành khách với lại là một ít xe Honda thôi, chỉ có Thạnh Thới là chuyên chở ô tô. Còn mọi người nào đi xe tải thì chọn bến cảng Hà Tiên, Phú Quốc mới có tàu để mà chở xe tải ha, xe công rồi đó. Ngay như là phà Phước Châm. Trời ơi, cái tiếng các bạn ơi, nó ngầu. Các cái khi mà gặp hai anh này chạy cùng lúc lắm các bạn. Có mấy anh lớn mở ghê, mấy anh này chạy thoải mái ha. Giờ tới trong này thì anh sẽ bớt ga liền ha. Chiếc này thì được làm cái cửa phía trước. Những chiếc kia cũng có công ty thì làm cái cửa bên hông các bạn. Đây, cửa anh hạ xuống các bạn. Trong khoang nó rất là rộng ha. Ô tô hiện tại trong đó thì chỉ có 2-3 chiếc à. Còn khá là trống. Đây mình sẽ cho các bạn xem chiếc màu xanh chạy ở phía sau, nước nó phúng rồi. Chạy bốc mũi luôn. Lý do là hơi xa các bạn. Cái máy quay mình zoom cái đầu nó hơi sẽ bị giật nhẹ chút xíu ha. Chiếc này với lại là chiếc FS 27 là cùng một mẫu nè các bạn, giống hệt luôn nè, nhưng mà điều khác là khác màu nước sơn ha. Mọi người nghe cái tiếng động cơ kìa, hết đà. Chiếc này thì chở 250 hành khách, giá hồng sơn. Rồi anh bớt ga của anh hút nước lái các bạn. Ok. Mấy chiếc hai thăng là trừ khi là chạy hết ga các bạn nó mới
nổi lên nó mới nhanh ha. Còn khi mà chạy cái tốc độ trung bình nó hút nước ghê gớm lắm. Anh hoạt động hôm nay nữa là đâu khoảng một tháng rồi tại bến cảng Rạch Giá ha, anh mới về các bạn. Sẽ cặp chung cảng với lại Line Express. Ghê thật chứ, như bộ độ các bạn. Sao hôm nay ảnh không bắp kèn ha, ảnh trang bị một cái kèn giống như là của giao thông, nghe là nhức nhối quảng hồn các bạn. Ôi anh da kìa, đất à. Quay đầu tại chỗ luôn hả các bạn. Cái này thì sau khi mấy ảnh giờ này cũng tới giờ trưa các bạn, thì mà anh chạy vô ha. Với lại thì bây giờ cái giờ mà của mấy anh cao tốc chạy á là tới 1 giờ, còn tới 2-3 tiếng nữa, cho nên thì mấy anh cảnh sát biên phòng quá, để xem cái gì anh chạy lạng qua lạng qua lạng lại. Chạy vô nghỉ trưa các bạn, nghỉ ngơi vậy, tại vì anh ra từ đây từ sáng tới giờ ha. Ở đây thì có một anh đang ngồi trên một cái miếng xốp các bạn, đang bơi và thăm lưới đây, giống như là Tây Tôn Ngộ Không mà đi tìm thầy để học đạo các bạn. Nhiều người nói là cái này nguy hiểm, thật sự không sao các bạn, lỡ lặt xuống thì leo lên ngồi bơi tiếp thôi, không có ăn thua gì đâu các bạn. Cái này cũng gần mé mà nước nó cũng không có gọi là sâu quá. Bảo đảm an toàn. Đây các bạn, chiếc 68 này thì mới vừa cập bến chút xíu à. Thì bây giờ cũng đã hành khách xuống hết rồi, với lại là xe cộ này kia ha. Bây giờ anh sẽ tiếp tục chạy ga để ga Hòn Sơn. Cũng khá là lâu các bạn mình không có xem ảnh chạy ra, thì hôm nay mình sẵn đây thì mình vừa xem vừa cho các bạn xem luôn. Trời ơi, nhức cái lỗ tai luôn các bạn.
này mà anh vừa nạp một phát một mới phê ha các bạn. Đây. Phía sau bắt đầu lên sóng nè. Đây hiện tại thì đang có hai chiếc Everest và một chiếc Super Đông đang chạy vô nữa nha các bạn. Chiếc này có lẽ là xuất phát bên kia từ lúc 8-9 giờ gì đây. Rồi mà nghe xa xa thôi thì cũng nghe được cái âm thanh in ỏi ngoài kia các bạn. Sao chiếc này giống chiếc 27 dữ vậy ta? Hồi nãy mới chạy ra đó các bạn. Nếu như chiếc này đúng là chiếc 27 thì có lẽ là chạy chưa ra tới ngoài đâu. À, chiếc này là chiếc 18 các bạn. Đây là mẫu nhỏ của Everest ha. Chiếc Super Đông này thấy hai khoang các bạn, tầng dưới và tầng trên ha. Ở phía trước này chắc có lẽ là phòng VIP đây.
Rồi, video mình cũng xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn và mọi người đã xem. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha.